Thưa quý vị, tối qua, tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng được vinh danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022. Đây là lần thứ hai Đà Nẵng nhận được danh hiệu giải thưởng danh giá này kể từ năm 2016. Lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Traveler là giải thưởng hàng đầu thế giới trong ngành du lịch, được tổ chức thường niên kể từ năm 1993 đến nay nhằm tôn vinh các thành tựu xuất sắc của ngành du lịch trên mọi lĩnh vực. Được vinh danh là điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á, không chỉ tiếp tục khẳng định uy tín và đẳng cấp của thành phố Đà Nẵng, mà còn ghi danh Đà Nẵng, Việt Nam vào trên một cái điểm đến hiện đại, an toàn, với nhiều sự kiện mang tầm quốc tế trên bản đồ du lịch toàn cầu. Danh hiệu điểm đến sự kiện về lễ hội hàng đầu châu Á năm 2022 là động lực để du lịch Đà Nẵng phát triển sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.